Hello các bạn, hôm nay các bạn có khỏe không? Và nếu như mà cái bài học trước á, cô như vậy các bạn diễn tả một cái khối lượng lớn trong tiếng Anh với những từ như là many nè, much, a lot of hoặc lots of, thì đến với bài học ngày hôm nay, cô Nhi sẽ giúp cho các bạn diễn tả một cái khối lượng mà mình chưa có chắc chắn, mình không có xác định được các bạn ha. Rồi vậy thì mình sẽ đi đến bài học của chúng ta ngày hôm nay với những nội dung sau. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc cũng như là cách sử dụng của some. Phần số 2, cấu trúc và cách sử dụng của any. Và cuối cùng chúng ta sẽ học cấu trúc và cách sử dụng của no. Rồi bây giờ cô mời các bạn đi đến phần đầu tiên của cô ngay thôi nào. Alright. Rồi some nha. Chúng ta sẽ sử dụng some với cả danh từ số nhiều và danh từ không có đếm được luôn ha. Cái này dễ nè. Some được sử dụng cho danh từ số nhiều và danh từ không đếm được. Và thường chúng ta sẽ sử dụng some để diễn tả một cái khối lượng mà mình không biết, giống như là lúc đầu cô vừa mới nói đó ha. Rồi, some thường sử dụng chủ yếu trong câu khẳng định các bạn nha. Các bạn nhìn xuống ví dụ giùm cô nè. You'd need a hammer, some nails and some wood. You'd need a hammer, some nails and some wood. Rồi, bạn cần một cây búa, một vài cây đinh và một ít gỗ. Từ ví dụ này nè, các bạn nhìn nha. Some nails là cây đinh. Và cây đinh của cô đang có S, tức là danh từ số nhiều. Ok ha, some đi với danh từ số nhiều. Bên dưới, some wood, một ít gỗ. Thì gỗ của cô đang là danh từ không có đếm được. Và some cũng đi với danh từ không đếm được luôn. Ok ha. Rồi, và câu này là câu khẳng định các bạn ha, không có not. Rồi, tiếp tục, chúng ta sẽ sử dụng some trong câu hỏi. Và khi chúng ta dùng some trong câu hỏi thì cái câu hỏi nó sẽ mang tính chất là tích cực hơn. Và đặc biệt là khi các bạn đưa ra một cái yêu cầu đề nghị mà mình dùng some á, thì mình hy vọng hay là mình chờ đợi người ta sẽ trả lời mình là yes các bạn ha. Rồi, bây giờ cũng có ví dụ nè. Have you got some wood? Have you got some wood? Bạn có một ít gỗ hay không cho tôi được không? Rồi, vậy thì đằng sau some wood của cô không đếm được, đang sử dụng trong câu hỏi ha. Rồi bên dưới, would you like some cookies? Would you like some cookies? Bạn có muốn ăn một ít bánh quy hay không? Rồi khi mà cô hỏi câu này, chắc học sinh của cô dạ con ăn cô ơi. Nghĩa là khi cô hỏi là cô biết chắc chắn là các bạn sẽ ăn á. Cho nên là cô dùng chữ some này để cho cái câu hỏi của mình nó mang tính chất là nhẹ nhàng, tích cực hơn. Ok hi. Rồi tiếp tục, trong if floors thì chúng ta cũng có thể sử dụng some. Và cái chữ some này nó sẽ khiến cho cái mệnh đề if của chúng ta nó trở nên tích cực hơn và mang tính khẳng định nhiều hơn. Rồi các bạn nhìn ví dụ giùm cô nha. If you need some help, if you need some help, please let me know. Please let me know. Nếu mà bạn cần sự giúp đỡ thì hãy cho tôi biết nhé. Rồi các bạn thấy ha, help không có đếm được, cô dùng some help. Và cái chữ some này nó khiến cho cái mệnh đề if của chúng ta trở nên khẳng định và tích cực hơn. Bạn cần tôi giúp thì hãy nói nhé. Ok hen. Rồi bây giờ cô và các bạn sẽ đi đến phần 2 của bài học ngày hôm nay, đó là công thức và cách sử dụng của any các bạn nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng any với danh từ số nhiều và cả danh từ không đếm được luôn. Any cũng sẽ được diễn tả cho cái khối lượng hoặc là cái số lượng mà mình không có chắc hoặc chưa xác định được ha, nó y chang some luôn. Nhưng mà hai cái này khác nhau ở cái vị trí câu các bạn ha. Chúng ta sẽ sử dụng any hầu như là trong câu phủ định, còn some thì mình sử dụng trong câu khẳng định nhớ hen. Rồi bây giờ cô mời các bạn đi đến ví dụ nè. Rồi cô có I didn't receive any letters from him last year. I didn't receive any letters from him last year. Năm ngoái tôi đã không nhận được bất cứ lá thư nào từ anh ấy. Rồi các bạn nhìn ha, cô có any letters. Đằng sau any letters là danh từ số nhiều có S. Và any letters cô đang dùng trong câu phủ định vì lý do có trợ từ phủ định ở quá khứ là didn't. Ok hen. Rồi, tiếp tục, chúng ta sẽ sử dụng any trong câu hỏi và nó sẽ giúp cho cái câu trả lời của câu hỏi đó mang tính chất là mở rộng hơn, mang hướng mở hơn.
Ok, rồi ví dụ nè. Have you got any money? Have you got any money? Yes. Hoặc no. Hoặc là I don't know. Ok hen. Rồi, bạn có một ít tiền không? Các con, các bạn có thể trả lời là có, yes. Không có, no. Hoặc là tôi cũng không biết nữa, I don't know. Ok hen. Rồi, đằng sau any thì money của cô là một danh từ không có đếm được hen. Rồi, tiếp tục nha. Chúng ta cũng sẽ sử dụng any trong mệnh đề if. Ví dụ luôn. Cô có if you need any further information, please contact us. If you need any further information, please contact us. Nếu như bạn cần thêm cái thông tin nữa thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Rồi các bạn nhìn giùm cô đằng sau any information của cô không đếm được và any information đang đứng trong mệnh đề if. Ok hen. Tiếp tục, chúng ta cũng sẽ sử dụng any để diễn tả cái ý là cái nào cũng được, không quan trọng. It doesn't matter which. It doesn't matter which. Cái nào cũng được, không quan trọng. Rồi bây giờ cô đi đến ví dụ giùm các bạn nha. Rồi các bạn nhìn bên đây cô có hai cái ví dụ nè. Cô có you can choose any color you like. You can choose any color you like. Bạn có thể chọn bất cứ màu sắc nào mà bạn thích, sao cũng được, không quan trọng ha, màu nào cũng được. Rồi, color, màu sắc là danh từ không đếm được, cho nên đứng trước cô dùng any ha. Và any color, màu nào cũng được, hèn tùy bạn. Rồi qua bên đây, play any music. I don't mind what you play. Play any music. I don't mind what you play. Chơi nhạc nào cũng được và tôi không có vấn đề với cái thể loại nhạc mà bạn chơi ha. Rồi nó mang tính chất là cái nào cũng được, nhạc nào cũng được. Ok hen. Ok các bạn ơi, chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường của bài học rồi. Và đây sẽ là chặng đường cuối cùng và mục cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Cho nên là các bạn phải cố gắng lên nha, gần xong rồi, cố lên, cố lên. Rồi, vậy thì với mục này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc và cách sử dụng của từ no các bạn ha. Rồi, đầu tiên thì các bạn lưu ý giùm cô, no là một từ phủ định, bản thân nó đã có nghĩa phủ định rồi ha. Tiếp tục, chúng ta sẽ sử dụng no với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Bây giờ cô mời các bạn đi đến phần ví dụ với cô nha. Rồi, cô có there is no alternative. There is no alternative, tức là không có bất cứ một nguyên liệu thay thế nào cả. Rồi các bạn nhìn giùm cô, danh từ alternative là một danh từ không đếm được, cô dùng no. Và trong câu này there is của cô đang là một câu khẳng định, nhưng các bạn dùng no trong đây nó sẽ mang nghĩa là phủ định, và phủ định một cách mạnh mẽ, mãnh liệt luôn các bạn ha. Rồi qua ví dụ bên đây. There are no rivers in Saudi Arabia. There are no rivers in Saudi Arabia. Không có bất cứ dòng sông nào ở Saudi Arabia cả, nghĩa là Ả Rập Saudi đó ha. Rồi các bạn nhìn giùm cô, trên đây rivers của cô có S thì nó là danh từ số nhiều, dùng với no các bạn ha. Và câu này là câu khẳng định, nhưng no rivers nó sẽ khiến cho câu mang ý nghĩa là phủ định, và phủ định rất mạnh mẽ. Chính vì vậy khi các bạn muốn diễn tả sự phủ định và nhấn mạnh nó, phủ định mạnh mẽ và khẳng định nó nhiều hơn á, thì chúng ta sẽ sử dụng no ha, thay vì sử dụng any. Thì any nó cũng mang nghĩa là phủ định, là không có, nhưng mà cái nghĩa của nó sẽ nhẹ hơn với no các bạn. Lưu ý giùm cô ha. Rồi, một lưu ý cuối cùng của bài học ngày hôm nay, chúng ta phải sử dụng no kèm theo danh từ. Các bạn không được phép sử dụng no một mình, nó là không có nghĩa các bạn ha. Phải có no và danh từ đứng đằng sau. Ok hen. Rồi, ví dụ này cũng kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Cô rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe và nỗ lực trong suốt quá trình. Nếu như các bạn cảm thấy là mình học mình học được nhiều kiến thức hay hơn, rồi tự nhiên cái mình hiểu biết được nhiều hơn, thì nhớ thả tim cho cô Nhi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lesson sau. Mà khoan nữa, nếu như các bạn có bất cứ một cái thông tin hoặc là khúc mắc nào cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ với trung tâm thông qua những thông tin này. Còn bây giờ thì tạm biệt thiệt nha. Goodbye.